Hai anh em đi xuống cho anh ấy thử cái độ khó của cái hồ 100K mà mình ngồi suốt ngày đấy anh em ạ. Đấy, 100K đây. 100K ngồi từ sáng hôm nay đến sáng ngày mai. Em quay lên nhiều ông dập dò mới thấy tưởng ngon lắm. Bảo anh gãy răng. Nước ở đây thì nó không sâu anh ạ, nó chỉ khoảng đến Quay đây, thoải mái nhưng đến đừng đây. quay mặt anh là được. Ok. Nó lên mạng. Hai bố con đi này, đồ quá trời luôn. Ui giời. Toàn cần VIP. Sáng em rảnh rảnh ngồi đang đóng hàng này, vừa được nó cấm livestream xong. Vừa hết hạn xong thì ngồi mở ra thấy thì bỏ lên livestream anh em sáng đóng hàng. Thi thoảng có mấy ông bảo chứ thi thoảng anh lên ngồi livestream xem anh em hỏi gì thì trả lời cho tiện, mình bảo bị cấm rồi. Tại hôm trước em livestream đá bóng thế là được cấm 3 tháng. Cần ngon đồ ngon toàn đồ xịn này mà không Anh gột ra. xác định là đi câu lâu dài cho đầu tư chứ còn cũng mới này đi theo nghề câu thôi. Thời kỳ này em còn đỡ, cách đây khoảng mấy năm em bị nghiện nặng. Cái cửa hàng lần trước thu nhập tốt lắm mà cứ một ngày làm một ngày đóng cửa hàng. Đi câu. Đi câu đấy, mỗi đi câu ngày làm ngày đóng cửa hàng để đi câu. Đây đổ của anh về nó về lưỡi cũng tùm lum trong này luôn đây mày. Cái hạt xốp bóng đấy, hạt xốp của anh hạt xốp bóng thôi đúng không? Sỏ nó Thì hơi mua cái giòn. gì ta cho mấy chú cho vào đây để nó đặt máy nó đỡ. Anh em nhìn thấy đồ của anh ấy xịn không? Không giống đồ của mình. Em còn mỗi cái cần xanh xanh anh em nó tặng thì khả năng là cái cần ngon thôi. Cái cần toàn là cần linh tinh hết. Máy này của anh là đặt ở Nhật đấy chứ. Ở Nhật ship về ấy. 3.000 à anh? 3.000. Ở đây nó có nhưng Máy anh mua. này là nó rơi vào bao nhiêu đô? Anh mua bên kia là mười mấy triệu. Ngồi không cẩn thận như thằng cô em hôm trước đây, ông ấy nắm mồi xong ông đi ngủ bị cho nó hách mất cái cần. Cái cần này là anh mua lại của Tuấn đồ câu Đông Anh ấy. À Anh biết cái nick đấy không? Nick đấy nổi tiếng em đấy. không, em chỉ trên Facebook em có tham gia đâu, mà không tham gia Facebook. Đồ câu nhìn vẫn mới nhỉ. Chị sẽ bảo là mới mà. À đây cái bộ lăng xê anh mua đây gì? Đấy, mua của Ngọc Biên đấy. To quá, xấu. Nó có hai size là size 3, size 4. Em làm chỉ có một cỡ thôi. Em ấy cho anh hai cái cần lắc xe ra đây. Đây cho này. Con nói ra anh hỏi này. Cái này bây giờ mình cắm xuống nhá, xong rồi mình để cần nó trúc xuống dưới nước để dây nó dịch dây xuống này. Anh để trúc xuống nước cũng được, trong trong Sài Gòn thì người ta hay để câu trúc nước. Trúc nước đây anh để nó dìm dây xuống, ví dụ con anh cắm hẳn xuống đây cũng được này. Này xong rồi gài máy đây à? Đấy, thường thường trong Sài Gòn thì người ta câu người ta để này. Đấy này đi. Rồi. Nghe được chưa? Rồi. Ok. Có cần phải khóa máy không hay cứ để không không cần đúng không? Đấy anh túm thử em lưới dây tầm đấy đấy. Đấy, có nghĩa là cá nó vẫn lôi được. Thế được rồi đúng không? Và không chặt quá, không lỏng quá. Thế được rồi, một cần đang xê. Một tiếp cần kia đi anh. Như vậy là dây nó vẫn nổi trên em thấy không? Ví dụ con cá mình câu đấy phát nó chạy đây là nó vướng vào cái dây này. Là do là anh câu dây dù nó mới nổi, nếu mà không có dây cước thì nó lại chìm. Hồi đấy là anh lấy cả một cuộn cước cả cuộn dù ở Nhật ấy, về anh bảo dùng mỗi cái một thử để kiểu xem nào. Sài Gòn câu toàn cắm này.
Anh đưa em một thử. Em một thử này. Vâng. Cái này anh vụt ra cổng chỗ nhà nó nhá. Bởi vì anh câu lục ở đây gì? Đúng rồi. Hay là vụt ra chỗ xe máy kia. Vụt chỗ xe máy cũng được anh, nhưng mà phải cắm.